Hello mọi người, những người yêu thích những cái video chia sẻ về phong thủy tử vi của anh Ba Tử Vi. Đây là video lần đầu tiên anh Ba chấm tử vi cho một người nhất định. Bởi vì nói thật sự ra nói là từ xưa giờ anh Ba là không có mặn mà lắm cái việc chấm tử vi cho một người nào đó. Bởi vì thường thì nó rất là tốn công. Mà mình chỉ phục vụ cho một người thì mà tốn công mấy tiếng đồng hồ như vậy thì nó phí cái công của mình đi. Nhưng mà do là mình nhận được một cái comment, một cái inbox thì đúng hơn, cái mail nói rằng mình là một cái người không hiểu gì về tử vi phong thủy hết mà lên chia sẻ như về những cái video tử vi phong thủy như vậy á, là hại người hại mình. Thì mình cũng nói luôn, thì mình là đã nói rồi, mình không phải là một nhà phong thủy chuyên nghiệp. Mình chỉ là người tìm hiểu phong thủy tử vi một cách amateur, nhưng mà để mình trả lời cho người đó biết rằng là dân amateur thì cũng có cái hay của dân amateur, và mình sẽ người đó nói rằng là mình sẽ không bao giờ biết chấm tử vi cho một người nào hết nhất định, và đây là mình sẽ lấy một cái tử vi của một người chị gửi mail cho mình, và đấy thì mình đã chấm tử vi, mình xin không nêu tên. Nhưng mà mình sẽ chấm tử vi cho người này có ngày sinh là ngày 29 tháng 10 năm 1975 và sinh vào giờ Tý, tức là 23 giờ. Thì đầu tiên hết thì xét can chi á, thì người này á là có can bình hòa chi, ta là can ất cùng cùng hàng với lại can ất á, thì cùng hành mộc với lại chi của Mão. Cho nên là thuộc là nhóm người có năng lực, có thực tài, và thành công của người này có được là do chính thực lực của mình tạo ra, không có nương nhờ người khác. Tuổi âm dương của với án cung mệnh của người này á, là người này á, là sinh vào ngày đó là ngày 26 tháng 9 năm Ất Mão, tuổi là tuổi âm âm nữ, mệnh đóng tại cung Túc, tức là cung Dương, ngũ hành là Thổ. Thì tuổi tuổi âm âm có mệnh đóng tại cung Dương, thì người này thuộc là âm dương không thuận lý. Những người mà thuộc âm dương không thuận lý là một điểm bất lợi trong việc xem xét lá số tử vi, và những người này thường không có cuộc sống thuận buồm xuôi gió, và có kết quả đạt được bao giờ cũng nhờ cái nỗ lực của bản thân mình, mà nhiều khi mình nỗ lực nhiều lắm mà mình đạt được chỉ 50% cái công sức mình bỏ ra thôi. Thì xét chung á, là người này á, là mệnh đóng tại cung Tức, đối diện á, thì có đối diện á, là cung Thìn ha, Thiên Di, đối diện có cung Thìn Thiên Di, bên phải thì có cung cung Ngọ Tài Bạch, và bên bên trái là cung Dần Quan Lộc. Xét nội tại của cái người người có mệnh á, đóng ở cung Tức này á, thì có hai sao ở chính diện, hai sao ở chính diện, đó là sao Thiên Cơ và sao Thiên Lương. Sao Thiên Cơ là nhập vào mệnh nữ thì đi cùng với khoa quyền lộc, thì làm ăn đi lại thường có quý nhân trợ giúp, dễ phát tài phát lộc, ít ai biết được. Sao Thiên Cơ chiếu hạn á, là cuộc sống thường không được an ổn, gia sự rối rắm, nếu hội thêm Dương Đà cùng á, cự môn á, thì dễ dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc trong gia đình. Nếu mà những năm có những cái sao đó đi vào thì rất là dễ dẫn đến cái việc mà dẫn tan vỡ gia đình. Sao Thiên Lương á, là sao Nam Đậu Tinh âm, có mệnh âm mộc, Ngọ Thìn Tức, là các cung mà đối diện. Tướng mạo mà cung mệnh mà Thiên Lương tọa chủ á, thì thân hình thon thả, cao, da trắng, vẻ mặt thanh tú, khôi ngô. Ngoài ra Thiên Lương á, vốn là phúc tinh, cho nên nó là bao hàm sự phúc hậu hiền hòa của tướng mạo, tức là có mạo tướng. Đặc tính nổi bật của Thiên Lương á, là sự nhân hậu, là người này có lòng nhân hậu nè, lòng từ thiện, tính hoa khoan hòa, chiều chuộng nhẫn nhục, sự khôn ngoan, sự mềm mỏng trong xử sự thế nhân, nết khiêm cung, hiền lành, từ bi bác ái, nhân từ. Cái này là có mệnh của một người tu, dù có tu hay không thì có mệnh của người người tu, là một người quân tử. Thiên Lương mà nhập hạn á, thì hỏa ấm một cách, nếu mà gặp hạn những năm mà hạn á, thì có những năm đó là những năm hỏa. Nhị hạn gặp Thiên Lương tất nhiều phúc, nếu gặp các tinh nơi nhiều nơi miếu địa thì địa vị lên
đến nhất phẩm, hạng thiên lương là cực tốt, giống như là hoa cúc mùa thu vậy đó, tỏ hương thơm ngát. Tức là người có mệnh thiên lương này đó là thường là những người đẹp, những người có phúc tinh, dễ thăng quan tiến chức. Nếu mà thường dân thì cũng không lo về sự khổ cực, có tiền bạc. Thiên lương thủ hạng, chủ thọ mệnh, mưu sự thì dễ thành. Nếu gặp hỏa linh sẽ gây nghiệp ách, vong gia bại sản. Nếu như mà gặp hỏa linh, cái năm hỏa linh là dễ gặp nghiệp ách mà dễ vong ba bại sản trong những năm hỏa. Đó là những cái sao chính diện, hai cái sao chính diện của người tuổi Ất Mão. Và bên phải thì có các sao như là văn xương, hóa lộc, hóa quyền, long đức, hỷ thần. Bên trái thì có các sao lưu hà, linh tinh, địa võng. Thì bây giờ mình luận giải từng cái sao ở bên trong này thì mình sẽ thấy được là cái người này họ như thế nào. Bên phải thì cái sao văn xương là cái sao bắt đầu tinh dương, bắt đầu tinh nhưng mà hệ dương kim đới thổ. Văn tinh chủ là người có văn chương, mỹ thuật, kha giáp, người có xương khúc mà chiếu ở mệnh thì có vẻ mặt thanh tú khôi ngô, hợp với quý tướng đàn bà thì có nhan sắc, có thân hình đẹp, là cũng giống như là cái sao trước mặt mình là chứng tỏ là người này. Thường những người mà sinh người này, tại vì có một người người sinh này thì tướng mạo đẹp đẽ, thon thả, không có mập ha, nhưng mà là có sự đa cảm nè, đa tình, người dồi dào tình cảm, nhạy cảm, cư xử bằng tình cảm, tâm hồn thì lãng mạn, thiên về sự buồn, lúc nào cảm thấy mình buồn buồn buồn, cái lòng mình cứ buồn mang mát ha, rất là thích yêu đương, thích cái sự yêu đương, chứng tỏ là có một chút lẳng lơ hoang nguyệt, thích phiêu lưu tình cảm, thích trang điểm chân diện, thì có nghĩa như là có hoa tay. Nếu như mà là nữ là giống như là có hoa tay ha, khéo tay, giỏi về thủ công mỹ nghệ, thêu thùa may vá. Những người này thì rất là giỏi về thủ công mỹ nghệ và thêu thùa may vá, là người này chứ không phải là những người ha mình quen làm chung cho đó rồi ha. Hóa lộc tế đến là sao hóa lộc. Hóa lộc thì hạng mộc nhưng mà đới thổ, được tồn tại là thần của cung phúc đức, là giám quan coi sóc trong non việc thu hoạch của cải tại cung Điền Trạch và cung Tài Bạch. Tại vì người này có cung Tài Bạch thì cái người mà có cái sao hóa lộc ở trong mệnh cộng với bên phải có cung Tài Bạch thì là người này sẽ là không lo nghĩ về nhiều về tiền bạc, họ luôn có tiền trong người ha. Là người này tính tình này có hay ý nghĩa nổi bật của cái sao hóa lộc đó, đó là sự thẳng thắn lương thiện, năng khiếu sành về ăn uống, nấu ăn giỏi. Đây là mình luận giải từng cái mình nói luôn, người này có tài nấu ăn giỏi. Tài lộc đó, hóa lộc là một sao tài chủ sự phong phú về tiền bạc, sao của các nhà kinh doanh tài chính, cho nên là người này nói mà nghèo thì không đúng ha, mình khẳng định luôn người này nói nghèo thì không được, chắc chắn là người này sẽ có tiền. Phúc thọ khi đơn thủ hóa lộc thì có nghĩa là dư giả giàu có, giá trị phúc thọ của hóa lộc chỉ mạnh khi có cả bộ tam hóa đi liền khoa quyến độc, nhưng mà người này không có bộ tam hóa đó, hay có tử phù hội hợp hay là nhật nguyệt sáng hội chiếu, mà những người này thì cái mệnh của người này không có những cái này, thì người này không có phải là một người giàu quá nứt và đố đổ vách, mà chỉ là người đủ ăn có tiền, không có thiếu thốn thôi. Rồi có bên trong có sao hóa quyền. Sao hóa quyền đó là mộc đối thủy, mạnh dạn, mau mắn, oai vệ, thích nắm quyền hành. Người này là thích ra lệnh thôi. Tính tình đó là hóa quyền đó, là sự tự đắc, kiêu căng, phách lối, tự phụ, khinh người, sự tham quyền, ham thích quyền hành, thích chỉ huy người khác hay lấn lướt người khác. Phái nữ thì phái ăn hiếp chồng, lấn lướt chồng, ngoài ra còn lợi dụng quyền hành của chồng. Mình khẳng định luôn là người này là nếu không có làm quan
thì người này là người đàn bà nội trợ đi nữa thì người đàn bà này cũng không có sợ chồng ha, thích nắm quyền trong gia đình, chi tiêu mọi thứ đồ này kia hết, nhưng mà tuổi Mão là đúng là những người như vậy. Đó là một cái như vậy. Công danh nó hóa quyền á, là sao quyền sao uy, có nghĩa là oai phong, được nhiều người kính sợ tùng phục, có quan chức lớn, có uy quyền hiển hách, được thượng cấp tín nhiệm trọng vọng. Tóm lại đây là người có quyền hành có thế lực, nếu không phải là người có quyền hành có thế lực thì cũng phải nắm được gia đình, không có chịu lép người nào trong gia đình hết, là gia đình của mình là mình phải nắm quyền. Hóa quyền á, là phải đóng từ cung dần, tức là dần ngọ tình cho tới thân. Nhưng mà cái này tôi qua tới tuất lệnh cho nên là mới phải mệnh, quan điểm mới hay. Còn nếu mà người mà động không 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 có trong từ dần tới tới thân á, thì người này cái mệnh nắm quyền của họ không cao, họ sẽ không có số nắm quyền. Cái người này thì nằm trong cung tức cho nên là chắc chắn là người này không có số nắm quyền, tức là không có làm quan quan được. Mình khẳng định luôn ha. Long đức, cái đó là sao hóa quyền nè. Rồi có sao long đức, thì sao long đức là hệ thủy, là có đức độ, đoan chính, hòa nhã, nhân hậu, từ thiện. Đúng với những cái sao trên ha, là yếu tố của người có thiện tâm, có căn tu, dù không phải là tu sĩ thì cũng là cư sĩ tỳ kheo. Tức là kia tôi có đi quy y có là mấy ha, tứ đức là sao của người bạn tốt, biết chiêu đãi nhân nhượng, không làm hại trái hại, lại hay giúp đỡ tha thứ, giúp đỡ người khác làm lỗi với mình cũng dễ tha thứ. Đây là cái đặc tính của cái người sinh ngày 29 tháng tháng 10 này ha, cái người mình đang xem ha. Thì trong long đức lại có sao hỷ thần. Sao hỷ thần thì hệ hỏa, chỉ cái sự vui vẻ, đem lại những sự may mắn đáng mừng. Người mà có cái sao hỷ thần trong này là hoạt bát, nói chuyện, thích nói chuyện, thích cười đùa, thích giao lưu giao tế với nhiều người. Sau này là sau này ví như là một hệ số may mắn vậy đó, bất luận hậu quả có lợi hay hại thì cái người này luôn luôn có một cái hệ số may mắn. Họ vui vẻ thì họ sẽ có được may mắn rất là nhiều, nhưng mà ngược lại mà họ mà âu sầu thì cái sự may mắn nó sẽ mất đi. Cho nên là người này nếu muốn có tiền thì cứ cười nhiều ha. Rồi trong bên phải thì vẫn có sao ân quang, là một cái sao mộc. Sao ân quang này là chỉ sự thông minh, vui vẻ, ôn hòa, trọng ân nghĩa, nhân hậu, từ thiện. Ân quang với lại thiên quý là hai phúc tinh có nhiều ý nghĩa phúc đức và trường thọ hơn hết. Cái người này là sẽ có sống thọ nè, phúc đức, ân quang mà là ân ở trên, ân đức của trên trời đưa xuống. Quang quý tượng trưng cho phúc đức của trời ban, sự che chở của trời Phật hay linh thiêng cho con người. Chữ quang của ân quang này nó biểu hiện cho sự giúp đỡ của trời, tính nhân hậu, lòng từ thiện, sự hên may mắn, tức là người này nói gì nói chứ họ cũng có hên may mắn. Tuổi Mão, cái người mình đang nói đến này, họ có sự may mắn trong cuộc sống rõ ràng, dù rằng họ là người lỗi số. Ở trên là đã nói rồi, âm dương không thuận lý, nhưng mà có sự may mắn từ gì, có xoan sao ân quang chiếu mạng, sự thành tín của bạn bè, sự hiếu đệ đối với cha mẹ, sự chung thủy vợ chồng, tín ngưỡng nơi đất linh thiêng khiến tu. Đây là cái người có như vậy, tức là cái sao ân quang mà tạo ra là người này là người phúc phúc của trời ban, cho nên là họ có những cái đó. Ngược lại đó thì đó là những cái sao mà bên phải của cái người này. Đến tiếp nữa thì đó là sao bên trái của những người này có gì. Sao bên trái thì có lưu hà, sao thủy. Sao lưu hà này thì nó không có hiền lành, sao này sao thủy nó thâm trầm, gian hiểm, độc ác, sát phạt, giết chóc và gây tai nạn. Cái sao này là sao sao hung vậy đó, kiếp sát đồng cung tác họa một cách rất là khủng khiếp. Nếu mà có kiếp sát, có một cái sao kiếp sát ở trong cái cung này nữa thì là cái người này là chắc chắn là người sẽ giết người ha. Nhưng mà họ lại không không có cái sao kiếp sát trong đó, cho nên cái sao lưu hòa không thì họ có ăn, họ sẽ có những cái phúc tinh của cái sao lưu hòa là ăn nói lưu loát, có tài hùng biện, thích nói, thích giảng thuyết, diễn giảng và hay ở cái chỗ đông người, thuyết giảng người này người kia nghe, và đôi khi là hay tranh cãi biện bác, thích đàm luận chính trị ha. Thích nói ông này không được, thế ông kia không được, cổ vũ bằng lời,
thuyết phục người ta bằng ngôn ngữ ha. Nếu đó là người tốt, còn ý nghĩa của cái việc xấu là hài họ hay nói xấu người khác ở sau lưng, thâm trầm gian hiểm độc ác, đó là hai một cái ý tốt và một ý xấu ha, là tùy cái người ấy thôi, còn cái người mà cái tâm của người thôi nha. Cái sao nó nên nó chỉ vậy thôi, còn cái tâm của người là còn của mình ha. Thì tiếp đến thì có sao linh tinh, đây là năm sao năm đậu tinh, sao âm hỏa, đây là sao sát tinh, chủ sát phạt à, chủ sát phạt của những cái nữ nè, dần mão thìn tỵ ngọ. Thì những cái người mà trong cái cung mạng này gặp cái sao linh tinh thì rất là thâm trầm âm hiểm à, hay giết chóc à, nó như vậy. Nhưng mà người tuổi mão nằm trong cung tức thì lại không có bị như vậy, như là người tuổi mão nằm trong tức thì họ hay bị là gọi là bị tai nạn nhẹ, bị va quệt, bị thẹo, bị đồ tứ chi. Phú linh của linh tinh á, là người sinh dần mão tỵ ngọ có hỏa linh là hợp cách. Người mà cung mệnh ở hướng đông, đông với hướng nam tức là mão ngọ có hỏa linh á, tọa chủ mới hợp cách phú quý. Người là nam nó mới nói vậy, còn cái này là người này là nữ cho nên là không cần cái này. Linh tinh mà nhập hạn á, gặp hỏa linh ha, hạn đến hãm địa là gia tài thất thoát, kiện tụng quan tai, tai ách dồn dập à, tức là gặp khi gặp hỏa linh, gặp năm hỏa với là linh thì đến hãm địa, cho nên là sẽ cái mạng của mình mà đến cái năm mà có hỏa linh á, thì nó sẽ bị như vậy. Bên trong cái bên phải cái sao đúng không? Bên trái toàn là những cái sao hung không à, bên trái thì có luôn cả cái sao địa võng. Một trong những cái sao mà có nên như là thiên la địa võng là hai cái sao rất là hung hiểm, hiểm ác. Nhưng nếu như nó đi riêng thì cũng cái tính năng của nó cũng sẽ giảm đi nhiều. Sao địa võng thì có cái bản tính là hiểm ác, gây rắc rối, ngăn trở mọi công việc, chủ sự bắt bớ giam cầm ha. Người có địa võng ở mệnh thì thường là rất thông minh, có tài khéo, suy tính công việc rất tài tình, nhưng hay gặp ngăn trở mọi công việc, hay gặp rắc rối, bị ràng buộc và hay thất bại ở phút cuối. Tức là làm cái gì đó hay thất bại phút cuối. Gia cảnh thì thường là không có được cái sự sum họp đến cuối đời. Luận chung là những cái mà chấm tỷ vi nãy giờ của người của sao này, người của này thì đây là một người phụ nữ đẹp ha, mình chưa thấy bao giờ nhưng mà mình nói đây là một phụ nữ có vóc dáng đẹp, thích làm đẹp, người lãng mạn ha, yêu văn thơ ca nhạc, có tài lẻ và đặc biệt là sẽ có khiếu về mỹ thuật, một là thêu thùa may vá, làm mỹ thuật, làm tranh tượng vẽ đồ này kia, thì đây là một người như vậy. Và có đến giờ phút này thì mình khẳng định, đã tới giờ này mà coi chấm tử vi thì mình khẳng định là người này là người có tiền không giàu, tức là người khá thôi chứ không giàu được, đủ ăn đủ mặc và không lo nghĩ về tiền bạc chứ không giàu. Và người này đến cuối đời cũng phải cũng vậy thôi chứ không giàu hơn được, tại vì đã nói rồi, không có nằm trong từ dần tới thân mà thoát ra từ dần tới thân thì phải chịu cái nếu nằm trong từ dần tới thân thì họ đã giàu rồi. Thì thôi, số mạng của mình cho mình bao nhiêu thì mình ăn bấy nhiêu. Đó là tử vi vẫn còn thiếu nhiều cái, như là sao đối diện có cung thần ở thiên di thì phải luận giải nó ra nữa. Nhưng là mình nói như vậy để khẳng định rằng nếu như cái người thầy tử vi chuyên nghiệp nào đó đã nhắn tin cho mình và gửi mail cho mình thì xem và nói tự hiểu rằng là mình có biết chấm tử vi hay không. Và chứ không phải là mình không biết chấm tử vi, mà là mình nghĩ rằng chấm tử vi là phục vụ một người mà tốn 4-5 tiếng đồng hồ, 5-6 tiếng đồng hồ để mà làm như vậy, phục vụ một người thì mình không làm. Tại vì mình làm cho mọi người là mình không có lấy tiền. Chứ không phải như giống như anh là anh làm để vì tiền.
Thì đúng rồi, người ta lao động 4-5 tiếng người ta cũng có tiền, mình lao động 4-5 tiếng thì mình không có lấy tiền, còn anh thì lao động mà 4-5 tiếng để anh nhắm một cái tử vi anh lấy tiền là cái chuyện hiển nhiên. Cho nên là mọi người cũng đừng có nói vậy, mình cũng chỉ muốn là chứng minh rằng mình biết, nhưng mà mình có làm hay không làm thôi ha. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều. Nếu mọi người tiếp tục ủng hộ mình để mình làm những cái video về tử vi phong thủy, chia sẻ cùng cộng đồng, thì cho mình cái nút like ở đây, nút theo dõi ở đây ha, bấm vô theo dõi kênh của mình. Và nếu như mà thấy hay, video này hay thì bấm like và chia sẻ. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye, hẹn mọi người gặp lại sau.